Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ghé đến tiệm bán cây trái ăn quả của xứ lạnh nha các bạn. Mình vô đây mình lựa những cây trái nào mình thích là mình mua về nha các bạn. Ở trong này rất là rộng, tới 15 mẫu lận. Thì tới mình sẽ quay cây táo cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy trái táo bự chưa? Táo này là táo xanh, một loại táo xanh của người Mỹ rất là bự, người ta gọi là táo king size. Thì ở dưới này, wow, cái gốc nào mình thấy gốc nào mà bự bự mà nhiều nhánh là mình mua. Một cây táo như thế này thì khoảng 29 đô 99 cent thôi, thuế vô thì khoảng 32 đô. Thì có một cây táo sang năm mình trồng rồi ra trái rất là nhiều để mình hái, chắc là thích thú lắm đây. Thì mình đi một vòng mình xem những cái trái táo nào, cái cây táo nào mà mình thích nhất thì mình sẽ mua hôm nay nha các bạn. Thì những trái táo rất là dễ thương, mùa thu thì cây lá trái gì chuẩn bị rụng hết các bạn, cho nên những trái táo này nó chín mùi rồi, đứng gần thôi mình đã nghe mùi thơm, thiệt là thơm rồi đó. Đó, thơm quá. Wow, trái táo này thơm. Anh, em lấy cây táo này. Rớt ra rồi. Bị rớt rồi các bạn ơi, mình động nhẹ thôi mà nó rớt rồi. Thôi để xuống dưới này ha. Nó rớt rồi. Wow. Đây trái này nè. Cái chừng đụng nó rớt luôn á. Đó. Người ta tưới nước tự động này các bạn. Đó, đây là cái dây nước tự động này, người ta câu ra đây tưới này, chứ đâu có ai mà rảnh đâu mà đứng đây tưới hỏi ha. À, mình muốn lấy cây này quá, trái này nó thơm, cây nào cũng vậy, có 29 đô à, 30 đô đi, 30 đô một cây đã ha. Đó, chút này mình muốn lấy cây, ông xã đi đâu rồi, chút chút nữa cây mình ta khi cây bự quá chừng. Các bạn thấy không, táo xanh, táo đỏ, táo gì cũng có hết, bạc ngàn luôn. Táo xanh nè, thấy không, chụp hình chung luôn đó. Táo xanh nè các bạn, táo xanh không có thơm, cái táo này nó thơm lắm, táo này không thơm. Xin lỗi các bạn nha, giọng của mình nó bị khang á, nói á, nghe ok, nghe còn nghe được tiếng à, nghe không hay nữa, quá chừng luôn. Chỗ nào cũng có táo, đi bộ vô trong này đó, các bạn thấy không, bán rất là nhiều. Cái chỗ này là người ta tới đây, người ta lấy về người ta bán đây các bạn. Wow, chừng. Wow, mình tới đây trên này thử, trên này có trái gì ở trên này. Các bạn ơi, chỗ này người ta bán rất là nhiều loại cây ăn trái mà người Á Đông của mình thích. Thì đây là giống như là cây táo tàu vậy các bạn. Không biết đã lai chưa nữa. Cây này đã lai chưa, hơi giống táo tàu ha. Thì mình tìm một trái nào đó mình ăn thử xem sao ha. Đó, trái này bự, chưa gì đã rớt rồi các bạn. Đó, mùa thu á, lá rụng nhiều quá rồi trái nó cũng rụng theo lá luôn. Cắn thử miếng rồi, chát chát, ngọt ngọt, chua chua, chưa có chín hẳn các bạn. Đó, thì chút xíu nữa mình sẽ lựa một cây nào đó thiệt là tốt, gốc thiệt là bự, nhiều cành, mình trở về. Wow, cây hồng nè, cái hồng giòn nè các bạn ơi, cái hồng mấy cây vậy, 39 đô một cây. Wow, đã chưa, mình mua cây về trồng đây quá chừng là hồng luôn. Hồng này hồng mềm nè, ngon ha, lấy một cây về trồng. Wow, mình thích cái nè. Đó, trái này các bạn, ăn thử coi có ngon không ha. Ngọt sợt luôn các bạn. Wow, nó ngọt lắm các bạn ơi, quá ngọt luôn ha. Rất là ngon. Mình sẽ lấy cây này. Cây này khoảng 49 đô này các bạn. Lấy cây này để trồng. Khá là ngon. Ngọt sợt không? Chấm được cây này với một cây kia. Nữa đâu nữa? Bên này bán cây gì vậy ta? Các bạn ơi, đi tìm người bán cây á, người ta đã tới rồi. Đây đây. Cái vườn rộng quá, cái người đi tìm cái người bán hàng cho mình cũng khó nữa. Bây giờ mùa thu đó các bạn, lạnh quá người ta núp hết rồi. Mình thì đi mua cây. Cây này cái gì vậy ta? Cây nho nè, kiwi nè, cái này meo hả? Cái bự mắc này không? Mấy cây? 25 đồng. Lấy cái bự đi. Đó, nó màu blue á. Blue là con trai hả? For this one. Phơi gì, phơi trên lông lông. Cái này cũng lông lông mà hả? Ừ, giống của bà đó đó mà. Lấy cái này. Nhưng mà cái này male hả? What this one? This male or female? Female hơn gái. Con gái hả? Bự quá vậy, mấy cây? 60 đồng đây. Lấy cho em đi hả? Lấy cây đó. Với cây kia đực. Cái nào anh thấy được anh lấy đi, bự. Cứ gốc nhiều á, lấy. Đây đây, cây giữa nó nhiều gốc kìa, cái gốc nó chỉ ra nhiều nhánh á, lấy. Ừ. Hả? Anh thấy cây nào được? Chả biết thấy cái gì. So the blue one's the male. Yeah, it looks like these ones with the blue. Cây nào được các bạn ơi, đi tìm cây kiwi mua này, chắc lấy cây này đi. Cái này có 2 cái à? Cái này có 2 cái này. Yeah, lấy cây kia. Cái này hả? Ừ. 2 cái nhưng mà nó mạnh, cái gốc nó bự. Lấy cái bự không? Ờ, cái gốc bự này nó khỏe hơn này. This one is 6 đồng. Yeah, 6 đồng. Ông xã mua cây kiwi. Wow. Mua ở đây rẻ các bạn, bán rẻ. Đến đây mua cây kiwi, phải mua cây đực cây cái. Đó, một cây đực là cây màu xanh, còn cây cái là cây màu đỏ. Sao em còn cái không? Cái này cũng cành thằng mèo chứ hả? Hả? Cái này cũng cành thằng mèo chứ hả? Thì đó, mua cho nó. Cái này nó có hết mà. Nho này các bạn. So if they were going to get a Vincent female kiwi, which male? Wow, nho gì ngộ quá chừng anh. Nho lạ quá vậy. Cái nho lạ quá các bạn ơi. Lá ngộ hết sức. Nó ngọt lắm. Cái nho này nhiêu tiền ha? Mua luôn ha. 49 đô. Hả? Là sao? Khác loại. Đó, ngoài đó là cái con gái, bây giờ là cái này con trai. Ừ thì sao? Muốn lấy cái này không? À, 2 cây giống vậy không có hả? Cái này đợi đó biết bây giờ. Cái này nhập cho thằng kia, còn thằng này nhập thằng khác nữa. Ủa cái thằng kia là giống thằng này hả? Ừ. Lấy lại đi. Thằng này khác nữa hả? Ừ. Tên khác hả? Ừ. Cái cái này con gái mà, nó có gái mà. Thằng này nhiêu? 25 đồng. Cũng được, lấy nhập cái thằng. Thằng kia nó bự em thích quá mà không có giống đó. Nó lục. So you want where it says... Cái nho này, nho ngộ chưa? 16 đô. Cái nhỏ, cái lớn. Cái lớn cho 50 đô đi. Nho này lạ quá hả? Nho thì mình có nhiều quá rồi. Nho lạ quá. I think that's one also. Let me see if there's any other one. Am I? This one we have. We have this one, that one. Nè. Cái nhỏ thằng. Anh lựa đi, anh thấy cây nào gốc. Anh thấy cây nào gốc được lấy. Nào. Ba cây nhỏ này, hai cây này. You can pull them out if you want. Lấy cái này được rồi. Okay, I might want to take this one. 3-4 đô luôn hả? Bao giờ nó mới lớn? Cho lựa kìa. Của cái cây bự kia đó hả? Ok. Đó. Và lấy cái apple tree nữa hả? Apples are right over there. No, cái cây kia kìa. Còn cái cây họ lấy đâu? Cây phơi gì đâu ạ? Ai biết, đây này, ổng để đây nè. Lấy cây phơi gì không? Lấy. Đây hả? This one phơi gì vậy? Họ lấy cái apple tree nữa hả? No, cái chỗ này không phải apple, cái chỗ này. Còn không trồng apple đó, apple có rồi. Còn không lấy hả? Cây hồng ngon lắm, ăn thử rồi. Hả? Cả anh thấy cây này với cây này, cái nào được? Cây này hả? Cái này gốc bự hơn à? Mình đi mua cây hồng. À, cây hồng này cái trái nó sao vậy? Trái nó bự hả? Cái này có cần không? Để ông coi có cần cây đực cái không. Nè cái cây nè. No. So các bạn ơi. Cây này cây hồng của người Việt Nam mình. Yeah, I've never seen them. I'm not sure. Đây nè cái cây này nè. Ra trái quá chừng nè. Em lấy cây này. Mà cây này là cái gì? Nó trái nó nhỏ mà. Đó là trái nó giống vậy đó. Nó nhỏ mà. Thì nó vậy đó rồi. Giống táo tàu đó là cái bà bán đó rồi. Lấy cái này 56 đồng, 55 đồng. Ừ, cây này nó có trái rồi. Mình lấy cây này các bạn ơi. Đó, đổ có miếng đất chút xíu rồi sau vườn mà đi mua đủ thứ cây ở trên. Cây này ngon anh ơi, ngon lắm. Nó mua được cái cây này các bạn ơi. Cây này cây táo giống như táo tàu vậy đó, ăn cũng ngon lắm ạ. Là trái xâm xe ha. Hà hồ gì mà trồng cho các bạn xem. Bên này Khang tí nhà đi chơi, đi dạo vườn cây nè. Đó, trái hồng nè. Ăn trái hồng đi. Quay lại cho các bạn xem trái hồng Mỹ nè. Trái nó ngon lắm á. Trái ăn nha. Đó, ngon chưa? Ăn thử cho các bạn xem. Mình mua cây hồng rồi nhưng mà mình không mua hồng Mỹ, mình mua hồng Việt Nam các bạn. Cái này hồng Mỹ cái trái nó mềm hơn, nhỏ hơn. Mình không lấy ha. Mình để lại. Đó, cái trái nó nè. Đã chưa? Hôm nay mình mua gì không biết có chỗ trồng không các bạn ơi. Đã quá, cây cối gì đâu, thích quá. Thôi, đi thôi, mua chừng đó đủ rồi. Ăn trái hồng cho các bạn xem nè. Chùi đi ha, chùi sạch đi. Trái hồng Mỹ thiệt là giòn. Nô, trái hồng Mỹ thiệt là ngọt các bạn, nó ngọt, thiệt là ngọt. Wow. Sao vậy? Ờ. Rất là ngon. Nhưng mà cái trái này nó hồng Mỹ này nó nhỏ quá. Mình không có thích, mình thích trồng ra trái phải bự. Trái này lớn nhất chỉ bằng chút xíu thôi à, không có bự lắm. Mình mua cây kia, cây hồng Việt Nam. Ngon lắm các bạn. Chưa có chín hẳn, cái vỏ nó còn hơi chát. Này cái cây này ghép 4 loại luôn này các bạn. So this one is a four different plant, right? Four different, yep. Đó, cái là 4 loại. Ok, lấy cái này anh lựa đi, cái gốc nào bự nhất anh lấy cho em. Pears, apples, there's 3s and 4s. 4 loại, cái này four way luôn nè. Lấy 4 loại luôn nè, đã. Ừ, thì lấy mỗi thứ cây. Ở nhà em có loại không à? Mình lấy cái này đi. Bên này anh quay em đi. Lấy nè, lấy nè. Nhớ chưa? Rồi. Rồi đủ rồi đó. Trời ơi trồng chắc không. Vườn nhà mình không có lối đi luôn các bạn ơi. Bạn ơi, cây táo này ghép tới 4 loại luôn nè. 4 kiểu táo khác nhau trên cùng một cây. Còn cái này là cây lê. Cây lê này cũng ghép 4 kiểu giống nhau trên cùng một cây luôn. Đã quá. Mừng á. Về tha hôm bên trong hai cây táo. À, mua được một cây táo, một cây lê. Ghép 4 loại khác nhau trên cùng một cây đó các bạn. Đã chưa? Tha hồ mà ăn. Còn cái kia là cây gì đây? Ủa sao cây này nó bự hơn nè anh? Cây này cây gì vậy bự hơn nè? Sao không lấy cây này nó bự quá mà không lấy? Cũng bốn loại hả anh? Lấy cây này nè, cây này đẹp nè. Anh. Đó, người giúp mình người ta khiêng. Rồi, phe Mỹ thì ở nhà mình có rồi. Mình mua phe Asian phe. Quá chừng cây cối không biết sao chỗ đầu trồng nữa. Vinh á là Vinh. Mua đủ thứ cây chừng. Cần cây cối gì lên để mua nè anh. Đi đâu đâu xa. Anh à, em thích trồng chậu, em đâu trồng dưới đất đâu. Hỏi nó. No test. No, it's just different tags from the nursery. So it's probably that, but I don't know what it is for sure. Nó thắt cái cây đó nhưng mà không muốn ăn. Thôi lấy cái nào có thét thì lấy. Lấy cây. Cây qua bông được tag đó. Yeah. Sao trở về rồi. Rồi. Đầy đủ cây cối rồi. Đó, hôm nay mình đi mua này các bạn. Quá dừng cây cối luôn nha. Tha hồ mà trồng. Dọn xã kéo cây ra cho mình. Hôm nay mua hồng. Thank you. Hôm nay vui quá các bạn, mua được một mớ cây luôn nè, cây hồng nè, rồi cây kiwi, rồi cây trái lê mà của người Á Đông mình á, ghép 4 loại trên một cây, ghép 4 loại trái khác nhau trên một cây. Cây táo cũng vậy, mua được quá chừng đã luôn á. Rồi có mua cái cây nè, tha hồ sang năm mà mình hái trái nha, tha chưa? Mê quá, đi lòng vòng quay phim cho các bạn xem nha. Này là người ta bán hoa nè các bạn, quá chừng nó nguyên cái nhà xanh thiệt lớn. Bây giờ không có đủ thời gian để vô quay cho các bạn xem đó. Mình phải đi tìm chỗ để tính tiền mấy cây này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.